đó là thành phần chủ ngữ và tân ngữ. Nó tồn tại ba hình thức. Thứ nhất là một danh từ. Thứ hai là cụm danh từ, noun phrase. Và thứ ba là mệnh đề phụ danh từ, noun clause. Và nhớ điều rằng trong hai cái danh từ, một danh từ thì ngoài cái hiểu thông thường của những người mình đã hát này, thì có hai trường hợp đặc biệt mà chúng ta sẽ học sau, đó là gerund và infinitive. Còn trong chủ ngữ hoặc tân ngữ của một câu là một cái phần danh từ thì nó sẽ có cái mông câu nào sau chúng mình đã học trước, cái ý dành cho mình chưa là bài tập reading, đó là subscore denator subject và object. Đây là cái danh từ cho chủ ngữ, còn đó là từ của cái chính là tân ngữ để cái chữ chấm hoặc cái danh từ sẽ chỉ là tân ngữ, thì đây là chủ ngữ mà cái chính đầu tư của cái chính, và đây là tân ngữ là để danh từ. Đấy, đấy. Các bạn đây là chủ ngữ để danh từ, đó chính là chủ ngữ hoặc vai trò là tân ngữ. Các bạn vừa thể kể với các bạn chuyện thứ nhất đó là chủ ngữ và tân ngữ như thế nào. Yếu tố thứ hai là chúng ta cần quan tâm, đó là động từ. Sai xong chủ ngữ và tân ngữ từ từ chúng ta có ba nhóm động từ như thế này. Thứ nhất là chọn động từ active verb. Động từ thiếu thiếu như thế này, đây là một trong động từ như thế nào. Trong tình tiết tiếp diễn hoặc bị động này là chọn động từ, không là không kèm nhau nó nữa. Nhóm động từ thứ hai là động từ hành động. Action verb chúng ta viết là AV. Đấy. Và chúng ta sẽ có hai loại action verb. Nhất là nội động từ. Nội động từ. Là intransitive verb. Và cũng chúng ta sẽ là subject. Cái action verb. Chấm.
Tôi nói ngoài ngoài ở bên cái ai và nó là một cụm từ. Phrases. Cái này chúng ta sẽ phải học sau. Phần này là phần rất khó. Phần này là phần chủ đạo đấy. Và nó sẽ gồm có tất cả loại phrase sau. Nhất là prepositional phrase. Học cái hệ thôi luôn. Nó chia hai loại. Là adjective phrase. Và loại hai là adverb phrase. Lại tiếp. Là participle phrase. Và có đủ ba loại. Nhất là present participle. Lại tiếp là past participle. Và loại tiếp là perfect participle. Loại phrase tiếp theo. Đó là infinitive phrased. Right tiếp là gerund phrased. Loại tiếp là appositive phrased. Loại tiếp nữa là absolute phrased. Đây là phần đáp cao các bạn. Thực phê luôn. Và cái phần thứ ba, modifier thứ ba, dạng mệnh đề. Và chúng ta sẽ có hai loại mệnh đề cho modifier, đó là mệnh đề trạng trạng từ. Và chúng ta sẽ được học. Và sau này các bạn thấy mệnh đề trạng từ hai vị trí phổ biến sao? Đó là biểu hiện mệnh đề chính. Tại như vậy như thế này, mệnh đề trạng từ biết thể ra. Sau một mệnh đề trạng. Đấy, bấm cánh mệnh đề số bên phải. Hoặc mệnh đề trạng từ phía sau mệnh đề chính. Thì không đánh mệnh đề dùng dấu phải. Có loại modifier thứ hai cái cách nhận mệnh đề đó là mệnh đề phím tương tương của trước trong mình học mà ta nghĩ thế này nhé các bạn. Adjective clause. Đấy, và chúng ta sẽ có một số chú hiểu biết là subject cộng mệnh đề phụ tương tư. Cộng object mệnh đề tính tương danh từ là cho là chủ ngữ. Hoặc subject cộng object là mệnh đề phụ tương tư. Mình phụ tương tự sản 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 từ lần nữa. Cái hại cũng phổ biến. Và bây giờ các bạn hãy quay lại. Trong buổi trước chúng ta đã học cái gì? Bây giờ các bạn hãy lại thêm một cái tài liệu của chúng mình học. Đó là mình nhập danh từ. Nó có vai trò là chủ ngữ. Trong vai trò là lần nữa. Và hình thức mình sẽ dùng từ dạng được. Đấy. Bây giờ các bạn hãy quay lại trên này. Số địa điểm mà chúng ta nhớ lại. Biết là mệnh đề danh từ đóng vai trò là chủ ngữ. Mệnh đề danh từ đóng vai trò là subject complement. Thực chất chính là predicate nominative. Nó là sao đồng vị vị như vậy vậy. Mệnh đề phụ danh từ đóng vai trò là direct object. Tân ngữ trực tiếp của đồng vị vị là vào. Và mệnh đề danh từ đóng vai trò là object of preposition. Đó là đứng sau sáu giới từ. Đứng đằng sau giới từ. Đứng đằng sau giới từ là một danh từ. Thì nó cũng là một cụm danh từ và nó cũng là mệnh đề danh từ. Và cái danh từ tên danh từ mệnh đề danh từ đấy nó có object of preposition. Thì ta là OP. Còn direct object gọi là PD, direct object. Còn subject complement với cái danh từ thì gọi là PN. Còn đây gọi là subject. Như vậy đây là bốn chức năng của danh từ. Nhưng sau đó bọn học mở rộng thành sáu chức năng. Nó còn năng năng nữa là tân ngữ gián tiếp và appositive. Còn sắp bộ này tạo cái mệnh đề danh từ này nó gồm có 3 nhóm. Nhìn thế này thôi nhưng nó gồm có 3 nhóm. Nhóm 1 là hình thức câu hỏi. Bắt đầu bằng natural question. Và hình thức câu hỏi yes or no bắt đầu bằng where, there và if. Đấy, mà không phải là câu hỏi nó bắt đầu bằng that. Nhưng chúng ta học với câu gián tiếp bây giờ. Nhưng mà nhớ một điều rằng khi mà đi mệnh đề danh từ object tân ngữ trực tiếp nó bắt đầu bằng that, that có thể bỏ đi. Tất nhiên đấy là danh tiếng dùng phòng mổ, còn môn mổ nó không bỏ. Cho nên khi bạn nhớ một cái mệnh đề phụ này, thì bạn phải hiểu đó là mệnh đề phụ danh từ và hàm ý là lòng động từ that ở đây. Và nó là tân ngữ của động từ trước. Động từ từ đưa lên. Cho nên khi bạn nhớ trường này, thì bạn phải để như này. Trường thứ hai, mà chúng ta cần phải quan tâm, nó là ít là chữ giải. Cái chữ ngữ
mới ra trong câu cho nó mạnh liệt phụ danh từ. Đấy, đấy, giảng giả đây. Chúng mới ra trong câu cho nó mạnh liệt phụ danh từ. Cho các bạn có thể đưa mạnh liệt danh từ lên khi đầu câu. Đấy, đấy là chủ ngữ. Đấy là cái ba cái viết không làm thay đổi nghĩa. Như vậy đây là một số những kiến thức mình học hàng đầu bây giờ và sẽ nghe được học ở đây. Chúng ta theo theo về nhà, đúng không? Các bạn xác định câu câu như này. Một, đây là gì các bạn nhỉ? Subject. Đây là gì các bạn? Action verb. Đây là gì các bạn? Mình phải phân danh từ. Các bạn cho là gì? Direct object. Câu hai. Tất cả cái where và write ở đây này. Các bạn cho là chủ. Mình phải phân danh từ. Đúng không? Còn have là verb. Còn the bank choice of city nó cho là object. Cái bài này phụ danh từ ở câu 2 nó cho là chủ ngữ. Đúng không? Đúng không? Cho là từ ngữ tiếp tiếp. Đấy. Đúng không? Là phương là câu nào cho nó rõ. Câu 4. Mình bắt đến chính dung tặng lại lại. Đó là ẩn ý như này. Đấy. Còn bệnh phụ danh từ đây. Nó cho là direct object. Của cái động từ đầu trước. Câu số 4, chủ ngữ là scholars, đó là người discovery over. Và cái mệnh đề phanh danh từ này, những nào sau dây over, đó gọi là gì? OP. Object of preposition. OP. Câu 5, chủ ngữ đây. Subject is a linking verb. Cho nên này đó phải cho là gì các bạn? Subject complement. Hay cho được gọi là predicate nominator. Câu số 6 là chủ ngữ. Còn số liên là tân nhân danh tiếp. Còn tấm tân chữ tiếp là mình để dành danh từ. Tân tân ngữ trực tiếp tiếp là mình để dành danh từ. Câu số 7 các bạn có chủ ngữ động từ. Và mệnh đề danh danh từ đứng sau sau giấy phép from nó cho là OP. Câu số 8 mệnh đề danh danh từ that standard says it's discriminate against the type of student cho nó cho là chủ ngữ. Còn đâu đó là has been argued. Rất rất tuyệt vời. Câu 11 các bạn chuyển chuyển mệnh đề danh từ từ giữa các cái subordinator mà nó bắt đầu từ phải là chuyển thành to verb. Các bạn bỏ cái này đi. Câu 2, tương tự. Bỏ xuống đi. To be, be. Câu 3. Câu 4. Câu 5. Câu 6. Và chúng ta làm nhanh bài tập ở dưới. Vậy các bạn có thể thấy. Ở đây chúng ta sẽ chọn mệnh đề danh từ để nó cho là chủ ngữ. Và chúng ta sẽ chọn gì nhỉ? Đây là mệnh đề danh từ. Chủ ngữ. Nào dành các bạn. Gosh. Wow. Câu số 2. Chọn phải phần tân ngữ. Đấy. Tân tân ngữ ở đây. Bạn chọn chọn đi. Cái bài chúng ta chọn direct object. Mệnh đề danh từ. Câu 3. Bạn chọn thành phần lân ngữ và đây chúng ta sẽ chọn cái chất từ nhé, đúng chất từ nhé. Đấy mà chúng ta đây direct object. Câu số 4 thì họ chọn trong câu số 4 đầu từ của mình là chính đâu các bạn có dùng miền bắc đâu miền bắc đâu là các bạn đầu từ của mình đến chính là câu nào là từ nào. Nói thật nhanh. Nếu không thì rất không phải là biết lý được quyền. Sai. Nếu bạn không xác định được thì bạn đang có vấn đề về viết khi làm viết. Rất tốt tốt hai chiều. Đúng từ mạch. Đấy. Thế vậy nó có ba. Nó có hai cái để dành từ sau sẵn. Để dành từ một. Mạch để dành từ hai. Từ đó suy ra cấu trúc song song. Đây phải là một mạch để dành từ. Để thỏa mãn cấu trúc song song. Mà thầy sẽ dạy cho các bạn. Nó gọi là parallel structure. Cho nên các bạn phải chọn mệnh đề danh từ ở chỗ trống này để nó kết hợp với hai mệnh đề danh từ này lại cho các bạn đặt ba chủ ngữ của mệnh make. Và nếu các bạn chọn mệnh đề danh từ chưa bao giờ hay chọn là TV là gì nhỉ?
nhưng mà mình nghĩa nghĩa câu câu phải là nghĩa đi đâu, vậy bạn chọn gì? Chọn đi. Phải hay. Chứ phải chọn nhân nhỏ, rất rất hiếu. Các bạn chọn thành phần ngôn ngữ và đây các bạn sẽ chọn với cái cách là một, đúng không nhỉ? Now phrased. Bị mấy cái danh từ bị giảm lược. Câu số 6, các bạn chúng ta chọn mệnh đề phụ danh từ và chúng ta chọn C. Đấy, OP. Mệnh đề phụ danh từ. Câu số 7, ít là chủ ngữ giả. Rồi do chủ ngữ thật phải là mệnh đề phụ danh từ bắt đầu bằng that. Bạn chọn C. Đúng không? Câu số 8, bạn chọn mệnh đề phụ danh từ là tân ngữ. Và đây chúng ta sẽ có thể chọn mệnh đề danh từ đầy đủ hoặc giản lược. Các bạn chọn D. Câu số 9, thầy hỏi các bạn cái động từ was 1 với động từ was số 2. Thì động từ nào là động từ was? Là động từ của mệnh đề chính. Thầy hỏi các bạn was 1 hay was 2 là động từ của mệnh đề chính. Thầy đang hỏi các bạn đấy. Was 2 rất tốt anh Thư. Từ đó suy ra cả cái phần Hà Lan các bạn đây phải là chủ ngữ. Mà nếu là chủ ngữ thì nó phải là mệnh đề phụ danh từ và nó thiếu cái gì? Nó thiếu cái gì các bạn? Subordinator. Các bạn nhớ là mệnh đề phụ danh từ phải bắt đầu bằng subordinator. Cho nên chúng ta chọn that. Đấy, cho nên cả cái that Abraham Lincoln was the greatest American president là chủ ngữ của câu phức này. Còn was là phẩm, còn phần còn lại là bổ ngữ. Câu số 10, thầy tin rằng nhiều bạn sẽ bị cuốn hút là chọn đi. Nếu bạn chọn đi sẽ sai, bởi vì cái này sau that thì phải là subject cộng verb. Nhưng learning to hunt by experience nó không phải là subject for object, cho nên không chọn đi được. Mà phải chọn gì các bạn không? Phải chọn gì? Đi không, nó không có subject là verb. Phải chọn A. Đấy, và như thầy nói các bạn hãy bỏ qua cái trường hợp nó lượt gì nhỉ? Được that. Đấy. Sau that, subject cũng có object. Đấy là mệnh đề phụ danh từ. Thế vậy thầy đã sửa các bạn xong. Và các bạn nhớ rằng các bạn về review lại cái kiến thức này. Bởi đây kiến thức mà chúng mình đã được giao ở nhà này thì chữa rất nhanh. Và để bổ trợ cho bạn kiến thức thì thầy luôn đưa kiến thức từ nhiều nguồn. Và các bạn nhớ rằng có một tập tài liệu thầy đưa cho bạn để chúng ta học mệnh đề phụ danh từ trong writing. Thầy nhắc lại với các bạn, rất nhiều bạn chưa làm. Và thầy đề nghị các bạn làm ngay. Đó là với kiến thức mệnh đề danh từ vừa rồi, các bạn hãy đọc cho thầy cái bài này. Và đi xác định lỗi. Nhớ rằng đoạn này nó có hai lỗi là mệnh đề phụ danh từ và tìm nó ra và sửa. Thầy sẽ chia bài này cho các bạn. Tìm và sửa. Bài thứ nhất. Các bạn hiểu không? Đấy. Tiếp theo. Các bạn đi đọc thêm về mệnh đề phụ danh từ để bổ trợ kiến thức thầy dạy các bạn. Thứ nhất là mệnh đề phụ danh từ bắt đầu bằng subordinator chữ that. Đấy. Thứ hai là mệnh đề phụ danh từ bắt đầu bằng WH question. Tiếp là mệnh đề phụ danh từ bắt đầu bằng if whether. Và nhớ cho thầy cái phần nốt này. Mệnh đề danh từ luôn luôn nhận động từ phải là động từ số ít. Mệnh đề danh từ là chủ ngữ số ít, động từ phải là động từ số ít. Đấy. Đây mệnh đề danh từ là chủ ngữ đây. Và nhớ rằng that, mệnh đề danh từ bằng that còn đứng đằng sau tính từ trong cấu trúc này. Đây là một kiến thức mà các bạn thấy nó bổ trợ thêm cái lý thuyết chúng ta vừa học ở trong cái tài liệu kia. Và mệnh đề phụ danh từ thì that có thể bị bỏ đi trong câu. Khi vị trí là tân ngữ. Và nhớ rằng mệnh đề danh từ đấy với những cái subordinator này thì nó phải theo cái word order là subject, subordinator xong đến subject cộng verb. Và đây là những kiến thức các bạn đọc, các bạn hiểu xong bạn làm bài tập. Ngay bạn xác định mệnh đề phụ danh từ trong câu. Thực ra đây là những bài tập rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, bạn làm cái này đi. Đấy, đấy là mệnh đề phụ danh từ. Đúng không? Chúng ta xác định như vậy. Còn đây cũng là mệnh đề phụ danh từ. Còn đằng sau là verb. Bạn làm như vậy. Đây là những tài liệu tuyệt vời cho các bạn làm. Các bạn đừng từ chối. Khi chúng ta hiểu các bạn phải làm. Và mệnh đề phụ danh từ rất phổ biến trong academic writing hàng dạy các bạn. Đấy. Mệnh đề phụ danh từ đóng vai trò là subject của câu. Mệnh đề phụ danh từ đóng vai trò là object. Đấy, mệnh đề phụ danh từ đóng vai trò là object of preposition. Và nó có thể bắt đầu bằng the fact, the possibility that. Và mệnh đề phụ danh từ đi đứng đằng sau một số những tính từ nhất định. Đây chúng ta bổ sợi, đây là kiến thức writing. Thầy đang dạy các bạn academic writing mà dùng ngữ pháp, học ngữ pháp để tốt kỹ năng viết.
Và nhớ rằng the fact that, the idea that, the belief that, nó cũng bắt đầu mệnh đề phụ danh từ. Cho nên các bạn thấy nhiều câu bạn bắt đầu với từ này này. Đấy, thì đây cũng là mệnh đề phụ danh từ. Đấy, the idea that, the fact that. Và đằng sau là subject cộng verb. Cái này là mệnh đề phụ danh từ. Rồi mệnh đề phụ danh từ đóng vai trò là tân ngữ sau một số cái động từ report verb như thế này. Trong academic writing dùng rất nhiều. Đấy. Xong rồi chúng ta làm bài tập. Đi sửa lỗi. Gạch chân cái mệnh đề danh từ đúng. Cái này thì làm rất tuyệt vời các bạn. Rất dễ hiểu. Rồi sửa cái lỗi. Xong rồi thầy gửi cho bạn phần kia để bạn kiểm tra. Các bạn có, bởi vì thầy dạy các bạn rất nhiều sách. Cho nên có những tài liệu thì thầy không chữa hết trên lớp được. Thầy cho các bạn phần kia để bạn kiểm tra. Bạn không hiểu thế nào bạn hỏi với thầy trong group. Thầy cho mình thảo luận. Đấy, thế vậy các bạn hãy nhìn lại cho thầy cái phần tổng hợp câu thầy vừa nói với các bạn. Thì đến thời điểm này chúng ta mới chỉ nói được cái chỗ này. Đó là mệnh đề danh từ ở vị trí subject và object. Đấy. Và buổi trước chúng ta cũng đã nói với nhau về trường hợp mệnh đề phụ tính từ với tư cách là modifier. Và tí thầy với các bạn sẽ chữa bài tập và review lại. Còn bây giờ các bạn sẽ để thầy dạy các bạn mệnh đề trạng từ. Sau đó chúng ta đi tổng hợp và chữa bài tập một thể. Cho nên bây giờ các bạn sẽ cùng thầy đấy làm một cái, giả sử bây giờ thầy sẽ mượn một cái ví dụ như sau trong cái mệnh đề phụ tính từ. Đấy, các bạn nhớ là thầy đang bảo các bạn cái trường hợp relative clause là mệnh đề phụ tính từ đúng không? Đấy, bây giờ các bạn cứ nghe thầy nói chuyện. Thầy giảng bài rất dễ hiểu. Mệnh đề phụ tính từ hay mệnh đề phụ quan hệ là một đúng không? Và bây giờ sẽ mượn một cái ví dụ ở trong cái tài liệu này thầy nói chuyện các bạn. Đấy, ví dụ như đây. Đây các bạn nhìn vào ví dụ này. Trong ví dụ này thì các bạn thấy cái mệnh đề in đậm chính là mệnh đề tính từ. Cái mệnh đề này này, mệnh đề tính từ. Nó bắt đầu bằng subordinator là chữ when. Bởi vì nó bổ nghĩa cho một cái cụm danh từ chỉ thời gian. Phần đề gạch chân. Đấy. Thế còn cái mệnh đề đấy. Đúng nhỉ? Thầy không đánh dấu là mệnh đề chính trong câu. Mà đây là subject. Còn đây là verb. Và đây là nội động từ. Action verb. Không cần tân ngữ. Thế vậy câu này rất là tường minh rõ ràng đúng không? Đấy vậy câu này cấu trúc sẽ gồm có subject cộng verb. Cộng với một gì các bạn nhỉ? Cộng với một adverb. Cộng với cả một adjective clause. Đấy, đây là cấu trúc câu của nó. Cái when is German soldier began during the Berlin War chính là mệnh đề tính từ. Nó giải thích cho cái danh từ được gạch chân đằng trước. Là the night of August 13, 1961. Thế bây giờ thì thầy sẽ muốn các bạn cho thầy hai trường hợp sau. Trường một nó gồm có subject cộng verb và cộng với cả adverb phrase. Chính là toàn bộ cái phần mà thầy khoanh tròn vào các bạn đây. Đấy. Bỏ cái phần thầy highlight màu vàng đi. Thì đây là cấu trúc subject cộng verb cộng adverb phrase. Các bạn đọc cho thầy này. The life of thousands of Germans. Chủ ngữ nhé. Change. Động từ nhé. During the night of August 1361. Các bạn dịch này. Cuộc sống của hàng nghìn người Đức đã thay đổi. Các bạn đặt câu hỏi là thay đổi khi nào? Thì thầy cho một cái adverb phrase vào. Đó là trong suốt cái đêm ngày 13 tháng 8 năm 1961. Thế vậy cái adverb phrase nó bổ nghĩa cho verb. Nó modify cho verb. Và nó gọi là modifier. Trong câu với tư cách là một adverb phrase. Thế bây giờ trường hợp thứ hai. Là thầy bỏ cái này đi. Thầy bỏ cái phần thầy highlight màu cam đi. Bỏ cái này đi. Và bây giờ các bạn hãy nhìn thầy sẽ có câu số 2. Đó là subject cộng verb. Và cộng với một adverb clause. Đấy. Chính là cái phần màu vàng sau. Thầy đọc cái câu lại này. Câu lại câu đó là the life of thousands of German changed due, when its German soldiers began during the Berlin War. Thế vậy, các bạn đọc này. Cuộc sống của hàng nghìn người Đức đã thay đổi. Các bạn đã coi là thay đổi khi nào? Thì cái thành phần đằng sau cái mệnh đề này. Nó đóng vai trò là modifier, nó bổ nghĩa cho động từ thay đổi. Đó là khi lính Đông Đức nó xây dựng bức tường Berlin. Cho nên cái adverb clause này nó đóng vai trò là modifier. Nó bổ nghĩa cho cái động từ đằng trước của mệnh đề chính.
và nó với tư cách là một mệnh đề. Thế vậy các bạn thấy thầy đưa ra hai ví dụ, và một trường hợp là adverb phrase, một trường hợp là adverb clause, và nó đều có mẫu số chung, nó là modifier, bổ nghĩa cho cái động từ đằng trước. Thế vậy vừa thì chứng minh các bạn cái chức năng của mệnh đề. Sau này các bạn thấy này, trạng từ, sau này các bạn thấy này, trạng từ này, cụm trạng từ và mệnh đề trạng từ, adverb clause, nó có bốn chức năng. Chức năng thứ nhất nó bổ nghĩa cho động từ, đây là phổ biến nhất này. Chức năng thứ hai nó bổ nghĩa cho tính từ. Chức năng thứ ba nó bổ nghĩa cho một trạng từ. Và chức năng thứ tư nó bổ nghĩa cho một mệnh đề độc lập. Đấy, independent clause. Một mệnh đề. Thì viết này cho các bạn dễ hiểu. Clause. Thế vậy đây là chức năng của, và ba cái này nó đều là modifier ở cấp độ từ cụ và mệnh đề. Cho nên bây giờ thầy sẽ bắt đầu dạy các bạn về adverb clause, còn adverb phrase chúng mình học sau, với tư cách là modifier bổ nghĩa cho động từ của mệnh đề chính. Và bây giờ thì muốn các bạn hãy quay lại cái tập mệnh đề trạng từ mà chúng mình đã được thầy phát trong cái group của chúng mình. Và bây giờ các bạn hãy nhìn thầy vào đây. Đấy. Các bạn đọc cùng thầy này. Đọc nhé. Các bạn nhớ là thầy dạy các bạn vừa giỏi ngữ pháp, vừa giỏi writing. Ở mức độ level rất cao luôn. Adverbial clause là một mệnh đề phụ. Nó bắt đầu bằng các adverbial subordinator. Nó có nhiều subordinator, chỉ bạn nhìn ở phần sau. Đấy, đây là một loạt các subordinator của mệnh đề trạng từ. Nó được sử dụng, tức là mệnh đề trạng từ được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ của mệnh đề độc lập. Thế nó gọi là modifier là vì thế. Nó bổ nghĩa về mặt thời gian, nơi chốn, lý do, mục đích, đấy, cách thức, đối lập. Và mệnh đề trạng từ cấu thành bao giờ cũng gồm có subordinator, subject, verb và thành phần còn lại bổ ngữ của câu, của mệnh đề. Ví dụ như đây chẳng hạn, đây là mệnh đề trạng từ. Tuy nhiên mệnh đề trạng từ nó không thể đứng một mình được. Các bạn thấy nếu đứng một mình thì câu của nó không đầy đủ. Cho nên nó là một thành phần phụ trong câu, nó gọi là modifier, nó phải gắn với mệnh đề chính. Và nó ở hai vị trí. Nhìn thấy trang sau, hai vị trí. Mệnh đề trạng từ là một mệnh đề phụ, nó không thể đứng một mình tạo thành một câu được. Nó phải kết hợp với mệnh đề độc lập tạo thành cấu trúc. Và mệnh đề trạng từ nó có thể hai vị trí, đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề chính. Nếu đứng trước mệnh đề chính thì nó cách mệnh đề chính bởi dấu phải như thế này. Còn nếu mệnh đề trạng từ phía sau thì nó không có dấu phải. Tất nhiên các bạn nhớ trường hợp này nó cũng có một số những cái ngoại lệ. Đấy, đây là khung chung thì còn về nó có một số ngoại lệ. Và bây giờ các bạn rất quan tâm tới mệnh đề phụ trạng từ nó gồm những loại gì. Đây là mệnh đề trạng từ chỉ thời gian, nó bắt đầu bằng cái subordinator này. Đấy. Nơi chốn nó bắt đầu bằng subordinator này. Thầy chỉ bạn những loại mệnh đề trạng từ phổ biến trong writing trước nhé. Và mệnh đề trạng từ chỉ lý do nó bắt đầu bằng subordinator này. Mệnh đề trạng từ chỉ kết quả nó bắt đầu bằng cái subordinator này. Mục đích. Đấy, đối lập. Kết quả không mong đợi. Hoặc trực tiếp, đối lập trực tiếp. Thế vậy đây là các subordinator của mệnh đề trạng từ. Và bây giờ thì các bạn sẽ cần phải hiểu, sau đó thì chúng ta về chúng ta làm bài tập. Nhớ đây là một cái sự phối hợp giữa thầy với các bạn. Thầy giảng bài, cung cấp tài liệu, soạn bài, đấy, chữa bài và thảo luận với các bạn trong group. Còn các bạn, nhiệm vụ các bạn là phải học, đọc, làm bài tập và đọc các bài báo hàng ngày. Quan trọng nhất là các bạn hiểu sau này khóa học này, ngoài kiến thức và phương pháp ra thì có lẽ cái quan trọng nhất mà sau này các bạn hiểu là không ai làm được ngoài các bạn, đó là thói quen đọc báo tiếng Anh hàng ngày. Đấy, nếu có thói quen đấy thì bạn chinh phục được cả thế giới luôn. Đấy, các bạn nhớ điều đó. Cho nên hãy dựa vào cái cơ hội này để hình thành thói quen học, tự học và đọc báo bằng tiếng Anh. Nếu không, các bạn sẽ không bao giờ bạn tự ý thức luyện được. Còn các bạn không có môi trường nào cả, bố mẹ các bạn hầu như là không tác động được các bạn nữa rồi. Nếu có hình thành thói quen đọc phải hình thành được hồi bé tí nữa. Bây giờ thì bó tay rồi. Ở trường thì không có cơ hội tự túc thì không. Đấy, cho nên bây giờ phải ý thức đi. Nếu muốn thành thói quen tự đọc tiếng Anh hàng ngày thì hãy phối hợp với thầy. Và bây giờ thầy giảng cho các bạn hiểu, sau này bạn làm bài tập. Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian. Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian nó nêu ra cái hành động trong mệnh đề chính nó xảy ra khi nào.
Đấy. Và nó bắt đầu bằng những subordinator này. Và bây giờ thầy chỉ cho các bạn một ví dụ, xong đó bạn hiểu bạn làm bài tập. Ví dụ các bạn nhìn thấy cái câu cuối cùng, thì bạn nhìn nó thấy cái mệnh đề chính. Mệnh đề chính nó gồm mỗi subject này và action verb, nội động từ. Thói quen ăn uống của chúng mình đã thay đổi. Và các bạn, nếu bạn viết xong câu đấy thì bạn biết là cái người đọc, người ta sẽ đặt câu hỏi gì với người viết không? Thay đổi khi nào? Thế vậy cái thông tin bạn viết tiếp trong câu nó chính là modifier. Nó bổ nghĩa cho cái động từ thay đổi về mặt thời gian. Thì đó chính là as soon as, chính là subordinator. Food processing methods chính là subject. Improve là verb. Đấy, đấy là mệnh đề trạng từ đấy. Và nó bổ nghĩa cho cái động từ đằng trước của mệnh đề chính. Bạn có thể bế mệnh đề trạng từ, bạn đưa lên đầu câu. Thì câu của bạn sẽ là as soon as food processing methods improve, comma, dấu phẩy. Và mệnh đề chính, our eating habits change. Đấy. Thế bây giờ dễ hiểu. Các bạn chỉ thêm mỗi modifier là mệnh đề trạng từ vào hai vị trí đầu câu, cuối câu. Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian này bắt đầu bằng subordinator chỉ thời gian. Thế thôi. Sau khi bạn hiểu xong thì bạn làm thì bài tập số 1. Làm bài tập xong đó thì thầy sẽ đưa cho các bạn cái post là em hãy làm bài tập này, xong bạn hãy comment bài làm của bạn xuống cái phần trong cái post đó cho thầy, hộ thầy một cái. Đấy, để thể hiện rằng thầy với các bạn là có thể trao đổi được với nhau. Các bạn hiểu không? Chứ còn nếu bạn không làm thì bỏ tay thôi. Chứ đây không phải là một nơi mà dành cho những bạn mà cứ phải ép, phải ngồi, phải thúc giục thì mới làm. Đây phải ngồi gọi điện cho bố mẹ của em, bạn này không làm nó kia thì mới làm. Đây là cơ chế tự học và phải tự ý thức. Còn nếu đến tuổi này mà không tự ý thức, tự học, suy nghĩ được nữa thì thôi bó tay luôn nhá. Và các bạn thấy mỗi một câu này nó đều là hai câu đơn. Các bạn sẽ phải combine lại tạo thành một câu có cấu trúc như thế này. Còn viết thế nào tùy các bạn. Đây cấu trúc thế này. Mệnh đề trạng từ ở phía trước mệnh đề chính. Phải. Học mệnh đề trạng từ ở phía sau. Đấy, đây là một câu phức gồm có mệnh đề độc lập và mệnh đề trạng từ. Đấy, các bạn viết theo cũng được, tùy các bạn, để trước hay để sau là khuyến các bạn. Các bạn làm theo cái bài tập đó. Xong rồi thầy sẽ chữa bài cho các bạn. Đấy, làm cái này. Bạn xong khi bạn học, bạn cố gắng tư duy ngồi học writing. Bạn để xem là cái ý nào nó đưa ra cái thời gian, cung cấp nghĩa thời gian cho cái động từ của mệnh đề chính. Đấy, làm phần A thôi. Bên chúng ta tư duy tương tự, mệnh đề trạng từ chỉ nơi. Các bạn nhìn này, mệnh đề trạng từ chỉ nơi chốn, nó nói cái hành động của mệnh đề chính nó diễn ra ở đâu. Và nó bắt đầu bằng cái subordinator này. Các bạn không phải học thuộc, nhưng quan trọng các bạn đọc hiểu thôi. Thầy rất lạ nha, những cái ông lười thì cứ nghĩ là mình đi học thuộc. Thế còn những bạn giỏi, bạn chăm ấy, là hiểu rằng là mình học hiểu, xong đó thì mình làm bài hàng ngày và mình đọc hàng ngày và nó lặp đi lặp lại trong ngữ cảnh thì mình sẽ hiểu. Thế còn những ông dốt thì cứ đặt câu hỏi là nhưng bây giờ làm sao để nhớ được, thì không nhớ được thì cứ tìm cái cớ để không học. Nhưng mà cái tư duy nó buồn cười. Ông đừng nghĩ đến vấn ông nhớ, ông cứ học hiểu xong chăm bài đọc nghe hàng ngày cho tôi một cái. Nhưng bây giờ người ta bảo ông làm bài tập thì ông làm cho tôi. Đây bây giờ bạn hãy đọc tiếp tục ví dụ này. Đọc ví dụ này cho thầy. Đấy. Đây. Con đọc thầy ví dụ này. Hầu hết mọi người thích đi mua sắm. Ở đây động từ là cái cụm này này. Prefer to shop là động từ. Các bạn nhận lời vấp nhé. Đặt câu hỏi này. Hầu hết mọi người thích đi mua sắm ở đâu? Thì cái phần mà thầy highlight màu vàng đằng sau đó vai trò là modifier. Nó là một mệnh đề, nó bổ nghĩa cho cái động từ prefer to shop là thích mua sắm ở đâu. Cho nên nó gọi là adverb clause. Nó bắt đầu bằng subordinator là where, chủ ngữ là they, còn động từ là can be sure of, còn tân ngữ là quality. Đấy. Rất dễ hiểu. Hoặc consumer prefer to do business. Người tiêu dùng thích, đúng nhỉ, giao dịch, kinh doanh. Các bạn đặt câu hỏi là thế người tiêu dùng thường thích giao dịch, kinh doanh ở đâu? Thì các bạn thấy người ta đưa ra một cái modifier đằng sau là mình để trạng từ. À, ở đâu mà thẻ tín dụng được chấp nhận. Thế vậy nó bổ nghĩa cho cái từ to do business ở trước đấy. Anh rất là dễ hiểu. Xong bây giờ thì làm ơn, làm bài tập số 2. Nó cũng gồm có hai câu đơn. Ông combine lại. Xong ông phải quay lại
cái ít cái này thì xem chọn cái subordinate nào nó phụ thuộc vào nghĩa. Còn ông không hiểu thì ông tra từ điển nó hiểu mấy từ này. Nên bây giờ phải có cái cơ chế tự học như thế. Đấy, các bạn hiểu thầy dạy, các bạn viết như người bản ngữ và đọc đọc báo tiếng Anh như là đọc báo tiếng Việt. Tóm lại tiếng Anh các bạn là một công cụ luôn. Đấy, thoải mái để sử dụng ở môi trường đại học. Thế làm mấy tập. Và những cái bài này nó chỉ là kiến thức rất giới thiệu ban đầu thôi, còn chưa học rất nhiều kiến thức hay ở phần sau. Còn cái phần cách thức với cả thời gian so sánh cái đây không cần thiết phải đấy, tự đọc rất